Cô chào các con. Trước khi vào bài học hôm nay, cô sẽ mang đến cho các con một thử thách nho nhỏ. Các con sẽ vượt qua thử thách bằng cách đoán đúng tên gọi những đồ vật mà cô đưa ra. Các con đã sẵn sàng chưa nào? Cô đố các con, đây là gì nào? Đây chính là những chiếc bánh chưng đấy. Còn đây là gì nào? Đây là những phong bao lì xì. Và đây nữa, đây là gì? Đó chính là cành hoa đào và hoa mai đấy các con ạ. Tết cổ truyền hay Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng của người Việt để đón chào năm mới. Đây cũng là dịp diễn ra nhiều lễ hội trên khắp các vùng miền của nước ta. Để hiểu rõ hơn về Tết cổ truyền và các lễ hội, cô cho mình cùng vào bài học hôm nay. Bài 14. Tết và lễ hội năm mới. Trong ngày Tết thì thường diễn ra rất nhiều các hoạt động. Các con hãy quan sát tranh, suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau. Trong bài học hôm nay, các em cần nêu được các công việc và hoạt động trong dịp Tết và một lễ hội năm mới. Kể được một hoạt động đã tham gia vào một lễ hội và những cảm xúc nhất định, sưu tầm tranh, ảnh hoặc làm sản phẩm về ngày Tết. Cô đố các con, Tết Nguyên đán diễn ra vào thời gian nào? Các con cùng suy nghĩ trả lời nhé! Tết Nguyên đán hay còn gọi là Tết cổ truyền, Tết âm lịch diễn ra vào ngày đầu tiên của năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 âm lịch đấy các con ạ. Đây là dịp lễ quan trọng để người Việt nhớ về cội nguồn, ông bà, tổ tiên, cầu mong cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Mọi người thường làm gì vào dịp Tết? Để chuẩn bị cho ngày Tết thì bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, tức tháng 12 âm lịch, mọi người đã tất bật chuẩn bị rất nhiều việc. Lễ cúng ông Táo được tổ chức vào ngày 23 tháng Chạp, mang ý nghĩa cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn. Mọi người thường cúng cá chép để ông Táo cưỡi cá chép về chầu trời đấy. Ngày Tết thì nhộn nhịp nhất là các phiên chợ Tết. Chợ Tết mang nhiều nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Những phiên chợ giáp Tết có rất nhiều mặt hàng phục vụ cho ngày Tết, từ đồ ăn đến các vật trang trí nhà cửa như tranh Tết, câu đối, đặc biệt là những cành hoa đào, hoa mai mang sắc xuân rực rỡ. Các bạn nhỏ chúng mình cũng rất thích được mẹ cho đi chợ Tết, được mẹ mua cho những bộ quần áo mới phải không nào? Một hoạt động vô cùng quan trọng trong ngày Tết nữa, các con biết là gì không? Đó là tục lệ làm bánh chưng bánh dày. Tục làm bánh chưng bánh dày có từ thời vua Hùng ở nước ta. Bánh chưng được làm từ các nguyên liệu rất gần gũi với cuộc sống của người dân như gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và được đem luộc trong bếp lửa. Những chiếc bánh đem thờ cúng ông bà, tổ tiên, thể hiện đạo hiếu của con người Việt Nam ta. Bàn thờ gia tiên được gia đình Việt rất coi trọng. Nó mang ý nghĩa tâm linh đặc biệt là mong những người đã khuất phù hộ cho con cháu gặp những điều tốt lành. Đặc biệt vào dịp Tết thì mọi nhà đều bày biện, trang hoàng cho bàn thờ tổ tiên thật đầy đủ với lòng thành kính thiêng liêng. Bàn thờ tổ tiên là nét văn hóa tâm linh độc đáo, vô giá của dân tộc Việt Nam. Tết còn là dịp gia đình sum họp, trao nhau những nụ cười và lời chúc tốt đẹp. Vào những ngày Tết, mọi người thường chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Nhà nhà đi chúc Tết họ hàng làng xóm, vì vậy mà tình nghĩa làng xóm càng thêm gắn bó. Các bạn nhỏ thì được người lớn mừng tuổi để mong có nhiều may mắn, chăm ngoan, học giỏi. Các con ạ, Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng để đón năm mới của người Việt Nam. Đây là dịp để các gia đình sum họp, mọi người cùng chúc nhau những điều tốt lành. Có rất nhiều lễ hội diễn ra trong dịp đầu năm mới. Để hiểu rõ hơn về các lễ hội, cô cho mình cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo nhé. Vào những ngày đầu năm mới thì trên khắp đất nước ta diễn ra rất nhiều lễ hội truyền thống. Đây chính là hình ảnh lễ hội của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ở vùng Tây Bắc nước ta. Trong ngày hội có hoạt động thi ném còn, là một trò chơi dân gian rất phổ biến. Để hiểu rõ hơn về các lễ hội, cô cho mình cùng đi vào hoạt động tiếp theo. Kể về một lễ hội đầu năm mới mà bạn biết. Các con biết những lễ hội nào? Hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe qua một số gợi ý sau. Lễ hội đó diễn ra vào thời gian nào? Bạn và người thân tham gia hoạt động gì ở lễ hội? Bạn thích hoạt động nào?
Hội Gióng là một lễ hội truyền thống hàng năm ở nhiều nơi thuộc vùng Hà Nội để tưởng niệm và ca ngợi chiến công của người anh hùng Thánh Gióng. Thánh Gióng gắn liền với truyền thuyết cậu bé làng Phù Đồng đánh thắng giặc Ân, đem lại thái bình cho đất nước. Tục truyền rằng, sau khi đánh tan quân giặc, ngài phi ngựa tới chân núi Sóc, cởi bỏ áo giáp, rồi cưỡi ngựa sắt bay về trời. Có thể nói, đó là một trong những hình tượng đẹp đẽ và hào hùng nhất trong kho tàng truyền thuyết Việt. Để tưởng nhớ công đức của ngài tại chân núi Sóc, nơi Thánh Gióng dừng ngựa trước khi bay về trời, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ và mở hội hàng năm từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Trong lễ hội đền Sóc còn có biểu tượng rước ngựa gióng của thôn Phù Mã và rước cầu húc của thôn Xuân Dục. Hội Gióng mang ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, truyền thống võ công, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Hội Cầu Ngư diễn ra ở các địa phương ven biển Trung Bộ và Nam Bộ của nước ta. Đây là tục tập lâu đời của cư dân vùng biển. Hội Cầu Ngư bắt nguồn từ tục thờ ông Nam Hải. Ông Nam Hải thực ra là loài cá voi, loài cá có thân hình to lớn, bản tính hiền hòa, thường cứu giúp những ngư dân mỗi khi gặp nạn trên biển, được người dân phương Nam gọi bằng nhiều cái tên khác nhau: cá ông, đức ông Nam Hải. Lễ tế ông Nam Hải ngày nay thường được gọi là lễ hội cầu ngư. Mùa xuân về với hội lim, áo the khăn xếp làm duyên bạn tình. Hội lim là một trong những lễ hội đặc sắc của người dân Bắc Ninh. Hội lim bao gồm những nghi lễ trang nghiêm nhằm tỏ lòng thành kính với vị tổ tiên của làn điệu dân ca quan họ. Nhiều trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi như đấu vật, đấu cờ, đánh đu, thi dệt cửi, nấu cơm. Hoạt động nổi bật nhất trong lễ hội là hát quan họ. Các liền anh, liền chị thể hiện những làn điệu quan họ trữ tình, nồng thắm. Những cô gái quan họ duyên dáng trong những tà áo tứ thân và vành nón ba tầm, hát câu quan họ say đắm lòng người. Hàng năm, hội lim thu hút rất nhiều khách thập phương. Đây chính là niềm tự hào của người dân Bắc Ninh. Khi được xem các lễ hội, các con thấy thế nào? Chúng mình thấy rất vui phải không? Để hiểu biết thêm về Tết cổ truyền và các lễ hội, sau giờ học này, các con hãy sưu tầm tranh ảnh nói về Tết và các lễ hội để chia sẻ cùng cô và các bạn nhé. Qua bài học vừa rồi, các con đã hiểu về Tết và một số lễ hội của nước ta. Qua đó, các con đã thấy được nét đẹp truyền thống của quê hương đất nước mình. Chúng mình càng thêm yêu và tự hào về đất nước của chúng ta. Cô mong rằng các con hãy cố gắng học thật giỏi để có thể gìn giữ và phát huy những nét đẹp đó. Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con.